Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với một video của tôi. Ngày hôm nay tôi xin làm một video thiên về cảm xúc và chia sẻ độc nhất vô nhị mà tôi nghĩ là các bạn nên lắng nghe để có thể tìm hiểu được tại sao nó lại có cái câu chuyện như vậy. Điều đầu tiên ngày hôm nay tôi muốn làm video này thực sự mang ý nghĩa rất sâu sắc. Thực sự tôi phải dùng từ sâu sắc để lý giải cho các bạn những cái câu hỏi mà các bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm ra câu trả lời. Điều đầu tiên, câu trả lời với các bạn tôi xin khẳng định với các bạn luôn, mà tôi đã từng nói trên video livestream rồi và video trên YouTube rồi, Việt Nam là quốc gia sử dụng điện thoại BlackBerry nhiều nhất trên toàn thế giới cho tới thời điểm bây giờ. BlackBerry ở Việt Nam cũng là nước có số lượng hội nhóm chơi BlackBerry hùng hậu nhất từ trước đến bây giờ của cả cái thế giới này luôn. Và Việt Nam cũng là nước mua bán BlackBerry trên eBay nhiều nhất trên toàn cầu này luôn. Những thương vụ mua bán và những con hàng hot cũng luôn luôn được về Việt Nam bởi tôi hay là những seller khác ở Việt Nam. Vậy thì, ngày hôm nay tôi muốn kể câu chuyện như thế nào? Đây, trước mặt các bạn là những cái chiếc máy từ thấp cho tới cao, từ những dòng từ ngày xưa cho tới Porsche Design. Ok, hay là kể cả, ở đây tôi có một cái con Q1 của tôi, đây. Ngày hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện gì để làm rõ cho các bạn. Vừa rồi tôi nêu ra một số ví dụ về những điều mà chúng ta đáng tự hào. Nhưng điều mà chúng ta cần phải nhìn lại đó là BlackBerry cũng là một trong những cái con điện thoại được các thương gia Việt Nam chơi với tàu Trung Quốc rất nhiều. Tôi không tính tôi vào thì chỉ vài trăm ngàn các bạn cũng có thể mua được một số con máy lên vỏ, hay kể cả các bạn lên vỏ thôi nhưng mà dùng vẫn ngon nha. Dùng vẫn chả hư gì đâu. Còn nó chết lúc nào thì không biết, mà nó tóm lại là nó vẫn xài được. BlackBerry Việt Nam cũng là một cái nơi mà được gọi là ba trợn ba chạo lừa đảo nhau rất nhiều dựa trên sự đam mê. Thấy người ta đam mê đi lừa người ta. Và BlackBerry cũng là một cái nơi mà tôi gọi là nếu so sang cộng đồng Nokia thì thấy những người buôn Nokia họ bao che cho nhau một cách khủng khiếp. Vậy thì tại sao nó lại có cái hiện tượng như vậy? Tại sao đam mê rồi nhưng mà vẫn có thể đá đểu nhau? Tại sao đam mê rồi nhưng vẫn dìm nhau chết trong cái đống bụt lầy? Tại vì chính vì sự đam mê đó nên chúng ta đang dần dần giết chết nhau. Sự đam mê mang lại cho chúng ta sự cuốn hút. Sự đam mê mang lại cho số lượng người chơi đông đảo. Nó như một cái chợ. Và một khi đã là một cái chợ thì không thằng nào muốn thằng khác hơn hết. Đó là điều mà tôi đã học được trong khi sự buôn bán này. Và nó lại tồn tại ở Việt Nam. Vậy thì tại sao lại có lý do đấy? Rồi, ok, giờ tôi xin kể câu chuyện này, phân tích bằng máy nhé. Trong quá trình tôi sưu tập và chơi hơn 10 năm thì tôi nhận định là tôi đã lôi kéo được rất nhiều fan đam mê của toàn đất nước Việt Nam này. Nếu anh em nào chơi BlackBerry thì cũng đều biết Lamborghini là ai. Là người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều, từ người lớn tới người nhỏ, từ những người trong quá trình tôi làm dâu đen, rất là nhiều người đam mê BlackBerry, từ trai cho tới gái, cho tới những người mới lớn lên hay là những người đã 50-60 tuổi. Nhưng nó có một cái thực tế là như thế này. Một đại bộ phận chơi BlackBerry ngày xưa cũng vậy, họ rất hay miệt thị nhau. Tại sao lại miệt thị? Tức là cảm giác một thằng có chiếc Porsche Design luôn luôn phân biệt đẳng cấp với những thằng cấp dưới. Đây là một điều cực kỳ tệ hại mà tôi đã gặp ngày xưa. Và có khi kể cả bây giờ cũng vậy. Nó cũng giống như một phần là chúng ta những thằng dùng iPhone đắt tiền thì khinh thường những thằng khác. Hay là kể cả bây giờ đi xe đắt tiền khinh thường những thằng khác. Đây là một điều vô cùng tệ hại trong cái phong cách chơi của chúng ta. Với cái điều thứ hai nữa là khi mà phân biệt đẳng cấp như vậy rồi thì nó lại vô tình, nó không gây được cái sự gắn kết. Nên là đâm ra cái tình cảm nó dần dần nó xa dần. Và cái tình cảm với đam mê dần dần nó sẽ bị xa dần. Cái thứ hai nữa là Cái sự không san sẻ cho nhau. Rồi bắt đầu đã không san sẻ rồi là quay ra lại nói đều bảo là tôi nói thật với các bạn chứ cuộc đời tôi thì trước đây tôi hay dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Tại vì căn bản là từ trước đến giờ thì những thằng mà dám va chạm với tôi thì cũng ít lắm. Tại vì một phần tôi cũng quá nặng cân, và phần thứ hai là tôi thích dùng nắm đấm. Thì cũng chưa có một thằng thương gia nào mà dám dây vào tôi cả. Tại vì thích cũng có thể dùng dao kiếm nắm đấm để giải quyết vấn đề liền ngay lập tức, kể cả thằng đó là thằng nào. Nhưng vấn đề ở một cái chỗ tôi muốn làm rõ ở đây ấy, là chúng ta còn lại được gì
sau khi chúng ta chốt đam mê vào cái dòng điện thoại này. Đây, các bạn nhìn đây. 8700 này. 978, 99, Q1 hay Porsche 9981. Thì tôi bán cho rất nhiều khách hàng. Và tôi vẫn khuyên họ một điều. Tôi nói thật với các bạn chứ. Nếu như các bạn kết bạn Facebook với tôi ấy, thì các bạn sẽ phải ồ lên là suốt ngày các bạn sẽ phải nhắn tin cho tôi để mua máy của tôi, tại vì con máy nào nó cũng đẹp. Nhưng có một cái hệ lụy là khi các bạn mua quá nhiều rồi thì các bạn lâm vào hoàn cảnh là các bạn phải chi nhiều tiền, đúng không? Chi nhiều tiền chứ. Bây giờ mua khoảng tầm 5, 6, 7 con có khi cũng phải đến 20 mấy triệu đấy. Thật sự là nó rất khó khăn. Tôi không dám nói dùng từ bảo là phân biệt người giàu người nghèo, tại vì quan điểm là anh em chúng ta kiếm tiền ra thì 10, 20 triệu hay 30 triệu hay kể cả 100 triệu nếu mà người kiếm được nhiều tiền nó cũng không to tát gì cả. Nhưng vấn đề đầu tiên khi mà chúng ta chơi ấy, thì tôi với cương vị là một người bán, tôi luôn luôn khuyên là hãy chơi theo một cái sở thích nhất định của mình. Tức là mình thích thứ nào mình chơi thứ đó thôi. Chứ các bạn không cần phải mua quá nhiều thứ. Bây giờ các ông mua quá nhiều thứ, ông mua quá nhiều thứ thì nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng là các ông tốn rất nhiều tiền, đúng không? Tốn rất nhiều tiền chứ. Tốn rất nhiều tiền thì nó kéo theo nhiều thứ lắm. Nên khi mà chơi bất kỳ thứ gì đó phải bình tâm lại, phải lắng động lại. Mình chơi ít thôi, ít nhưng mà chất. Nên có nhiều người nhá, tôi xin kể một câu chuyện này. Hôm trước tôi định khuyên thằng bé đó, nhưng mà thực sự là mình khuyên nó thì có khi nó lại nghĩ bảo ôi anh lại đang mồi chài, tôi không cần khuyên. Để đến lúc nó mua rồi nó phải hối hận. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì tôi tin chắc là nó rút được kinh nghiệm. Thế thì có rất nhiều người họ tham, tôi phải dùng từ tham. Các bạn thấy người ta bán một cái đống đó, các bạn mua về. Mua về tuy là nó ít tiền thật nhưng mà về thì cũng có cái nào nên hồn đâu. Chả có cái nào nên hồn cả. Tại vì một khi nó đã nhộn nhạo rồi thì các bạn mua về các bạn cũng chả xài được. Nên thay vì bây giờ chúng ta đam mê quá nhiều thứ, rất thích rất nhiều thứ, các bạn chỉ thích một thứ thôi. Giống như trong cả cái đống này này. Bây giờ không có tiền mua Porsche, không có tiền mua 99 full box cái thứ thì mình chơi 8700 hay 8800 hay 8900 hay 9000, mình mua một cây thôi, một cây thôi. Nhưng mà một cây đó rất xịn. Hãy giảm bớt cái lòng tham sân si của mình xuống. Mình đang định vị, mình biết mình đang đứng ở vị trí nào và mình phải biết là mình cái hoàn cảnh của mình bây giờ mình đang thích một cái gì đó thôi. Đó thì các bạn sẽ khi mà các bạn định vị được rồi thì các bạn thấy mình hợp với cái này, mình chơi với thứ này, mình say mê nó thì đó nó mới có thể gắn bó được lâu dài. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Nó không chỉ là một cái lời chia sẻ thật thà từ một người bán, mà nó là còn lời chia sẻ từ một người sưu tập. Tại vì tôi đã từng chứng kiến rất nhiều những hoàn cảnh mà tôi bán cho người ta rồi một con máy rất tốt, sau này người ta chán người ta bán. Và người ta sợ người ta không bán lại cho tôi. Thì cái điều đó tôi đã từng gặp rất nhiều. Tôi từng bán những con Passport nhé. Tôi từng bán những con Passport. Ngày xưa tôi từng bán một con Passport Limited Edition cho một cái đồng chí đó. Thích quá, chơi đến lúc cũng chả vì lý do gì, người chán thôi. Các bạn có hiểu cái cảm giác mà mình bán đam mê cho người khác, mình bán sự đam mê cho người khác? Tôi nghĩ là người ta không thiếu tiền đâu, nhưng mà ông nó vẫn bán lại. Và thực ra tôi đã thu lại con Passport đó, nhưng mà cảm giác nó không vui. Nó không vui tại vì một lý do như thế này. Tôi thấy bạn đam mê, tôi truyền đam mê cho bạn, tôi truyền sự nhiệt huyết cho bạn, nhưng mà thực ra thì bạn không đam mê. Tôi nói thẳng luôn, các bạn chỉ thích thôi. Thì thực sự khi bán được cái máy cho người ta với mình kiếm được đồng tiền, nhưng mà tôi dám khẳng định với các bạn luôn, tôi bán máy cho người đam mê không lời bao nhiêu. Tại vì tôi có lượng khách hàng, tôi có tệp khách hàng riêng của tôi. Thì cái cảm giác mà hụt hẫng khi mà họ không định vị được cái mà họ thích thì thực sự là mình buồn. Tại vì mình bán đồ nó không chỉ mang theo một cái giá trị về tiền bạc, mà nó còn mang một cái giá trị về niềm đam mê, niềm khát khao nữa. Thì qua cái video này tôi cũng muốn lan tỏa được các bạn cái điều đó. Khi bạn nhìn 87 các bạn thấy đẹp, các bạn nhìn qua con này các bạn cũng thấy đẹp, các bạn nhìn qua con này các bạn cũng thấy đẹp. Và khi các bạn nhìn qua Porsche Design các bạn lại càng thấy nó đẹp. Nhưng đẹp là một chuyện, nhưng hợp với mình nó lại là một chuyện khác. Hãy luôn luôn định hướng cái gu chơi của mình. Hãy luôn luôn biết mình đang ở cái phân khúc nào. Và một điều đặc biệt nữa là như thế này. Tôi vẫn dành một lời khuyên trong video này cho các bạn trẻ. Tại vì tôi thường đàm đạo, tôi thường nói chuyện với những người rất là lớn tuổi. Có rất nhiều thằng trong giới BlackBerry nó thực sự nó không va chạm với tôi, tại vì nó rất ngại khi phải đối diện. Nhưng mà luôn luôn đi nói xấu sau lưng. Thì thật ra tôi cũng không quan tâm cái điều đó. Nhưng mà thực sự là tôi vẫn luôn nói một câu là tôi luôn biết các bạn làm cái gì, nhưng tôi không thèm nói. Với một cái vấn đề nữa là
cái sự ngông cuồng của các bạn ấy, nó không hợp lý. Nó không hợp lý tại vì các bạn nghĩ các bạn vĩ đại, nhưng mà các bạn chả là cái quái gì cả. Tại vì ngay đến tôi bây giờ có hàng trăm bộ sưu tập full box cũng chưa thấy mình là cái quái gì ở cái xã hội này cả. Tại vì căn bản bây giờ có bán hết cả cái đống này đi thì người ta có tiền tỷ người ta vẫn mua được thôi. Thậm chí người ta mua hết chỉ trong vòng chốc lát nếu người ta thích. Thì điều này mình có là cái gì đâu. Mình có là cái gì đâu mà mình tinh tướng. Mà một khi mà đã dính vào cái thứ đam mê này rồi thì các bạn càng tinh tướng. Tôi nói thật các bạn cùng ngẫm nhé. Một khi đã dính vào bất kỳ một cái thứ gì đó các bạn muốn chơi, các bạn muốn thích mà các bạn càng tinh tướng, người ta là càng ghét. Mà một khi người ta càng ghét rồi thì người ta không bao giờ cho các bạn những cái thông tin mà các bạn cần biết đâu. Nên là bố tôi có nói một câu rất là hay. Đó là đôi lúc mình biết nhưng mình cũng cứ ú ớ, mình giả ngu, giả ngơ đi cho thằng kia nó nói hết cho mình nghe. Đó cũng là một cái nghệ thuật rất là hay. Nên lời chia sẻ của tôi, tôi không dám dùng lời khuyên đâu. Tôi chả bao giờ dám dùng lời khuyên với các bạn cả. Nhưng khi mà chúng ta đã dính đến cái thứ gọi là thú đam mê, mà tôi luôn luôn dùng một cái từ là thú đam mê, thì chúng ta cần ngẫm, cần hiểu, cần thấm và cần có sự chia sẻ nhiệt huyết đam mê với nhau thì nó sẽ gắn kết được lâu dài. Và câu cuối cùng tôi muốn tặng các bạn đó là ở đời này không chỉ một mình điện thoại, mà phải luôn luôn biết cái gì cần cho mình, cái gì hợp với mình thì các bạn mới chơi được lâu. Chứ kể cả các bạn có rất nhiều tiền, nếu các bạn không hề biết thứ gì hợp với mình thì chỉ trong chốc lát thôi, mọi thứ, một là các bạn bán, hai là các bạn cũng làm cái gì đó. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ tới tất cả các bạn. Hãy luôn sống một cuộc đời đam mê và luôn luôn biết mình cần thứ gì để có thể kéo dài cuộc chơi được lâu dài. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả các bạn.